có xem các chị ở trên TV đấu VTV Cup, thích quá. Bác sĩ có chẩn đoán là bị đứt gân duỗi ngón. Em đã quyết định băng tay để đi tập và em thấy quyết định của em hoàn toàn xứng đáng. Sinh năm 1999 và sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m72. Song bù lại, Phạm Thị Hiền lại có cho mình khả năng chắn bóng ấn tượng nhờ di chuyển nhanh, chọn thời điểm thích hợp và tư duy chiến thuật tốt. Điểm hạn chế duy nhất của Phạm Thị Hiền chính là chiều cao của cô chưa phù hợp cho lắm ở vị trí phụ công trong bóng chuyền. Thế nhưng, bằng những nỗ lực cá nhân, Phạm Hiền đã nhận được sự tin tưởng của ban huấn luyện đội bóng để góp mặt trong đội 1 của câu lạc bộ bóng chuyền nữ Bộ Tư lệnh Thông tin. Thế nhưng để có được cho mình những thành tích ban đầu, Hiền cũng đã phải trải qua không ít những khó khăn. Và hãy cùng nghe câu chuyện của cô trong thời gian qua để thấu hiểu được những vất vả của thể thao chuyên nghiệp là như thế nào. Ngày xưa em có học cấp 2, có tham gia rất là nhiều các chương trình hoạt động thể dục thể thao ở trường và có được đề cử đi thi ở trên huyện cũng như ở trên tỉnh ạ. Xong rồi thì các thầy cô và các chú ở đội bóng có biết đến và về nhà em tuyển. Lúc đấy thì em mới học hết lớp 9 và từ đó em theo sự nghiệp bóng chuyền. Lần đấy thì em cũng có xem các chị ở trên TV đấu VTV Cup ạ. Và xem bóng chuyền thì thấy thích quá. So với tuổi của em, nếu mà học hết lớp 9 mà theo bóng chuyền thì cũng có thể nói là hơi muộn. Tính đến thời điểm hiện tại thì em chơi bắt đầu bước sang năm thứ 10 rồi. Trong lúc tập luyện thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn, nhiều hôm rất là mệt, cũng nhớ nhà, cũng có thể kiểu muốn từ bỏ ạ. Nhưng mà được sự quan tâm của các thầy cô cũng như các bạn bè ở đây thì cũng cố gắng vượt qua và theo sự nghiệp bóng chuyền đến bây giờ. Là trong lúc tập luyện không may em dính chấn thương và bác sĩ có chẩn đoán là bị đứt gân duỗi ngón và cần phải nẹp từ 1 đến 2 tháng. Khi mà kết thúc nẹp mà tháo ra mà nó thẳng thì không phải mổ ạ. Nhưng mà tại lúc đó là gần giải đại hội và em có tháo nẹp, cố gắng băng bó tay để đi tập. Nhưng mà sau giải đại hội về kiểm tra thì bác sĩ bảo là phải mổ vì nó không thể thẳng được nữa. Nếu mà lúc đấy em nghe theo lời bác sĩ mà nẹp tay thì em sẽ bỏ qua một kỳ đại hội. Nhưng mà em đã quyết định băng tay để đi tập và đã giành được huy chương vàng cùng với cả đồng đội như thế thì em thấy quyết định của em hoàn toàn xứng đáng và em rất là vui. Hàng ngày đi tập thì em vẫn băng tay để đi tập. Sau khi các buổi tập xong thì em có chườm đá và tự tập hồi phục cho bàn tay để có thể gấp duỗi trở lại bình thường. Sau khi kết thúc giải đại hội thì được sự quan tâm của thủ trưởng cũng như là các chú, các thầy cô ở đội đã tạo điều kiện cho em đi phẫu thuật tay. Thời gian đấy thì chấn thương thực sự rất là buồn đấy ạ. Sau một thời gian cố gắng hồi phục, tập những cái bài hồi phục thì em cũng đã có thể quay lại thi đấu ạ. Trong thời gian chấn thương không tập thì em tập một mình ở trên phòng thể lực duy trì. Sau đó thì cũng quay lại sân tập, nhưng mà cũng chỉ tập đơn lẻ một mình thôi ạ, 2 đến 3 tháng. Trong thể thao, việc đặt mục tiêu phấn đấu là cực kỳ quan trọng đối với tất cả các vận động viên. Ngoài mục tiêu cụ thể thì cần có thêm ước mơ, thứ xa vời hơn một chút để so với mục tiêu. Và Hiền đã có cho mình cái gọi là ước mơ đó để có thể nghiêm túc và khắt khe hơn với bản thân trong từng giờ, từng phút tập luyện. So với mặt bằng chung về vị trí phụ công thì với chiều cao 1m72 như em thì thực sự là thấp và gặp rất là nhiều bất lợi. Để bù đắp vào cái chiều cao đó thì em cần phải cố gắng hơn ở sức nhanh, sức mạnh, sức bật nữa và sự phán đoán di chuyển để có thể bù đắp được cái chiều cao để hoàn thành được cái vị trí của mình trên sân. Ngoài những cái bài tập mà thầy cô đưa ra thì những cái giờ nghỉ thì em có tập thêm chạy hay là bật bục tập lại thêm để cho gối của mình nó khỏe hơn. Em nghĩ em cần phải cố gắng tập luyện, trau dồi bản thân, tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn để có thể cùng đồng đội hoàn thành tốt các mục tiêu mà đội đề ra trước khi nghĩ đến mục tiêu xa hơn như được có được một vị trí lên tuyển. Và trong sân thì cái tinh thần của mình luôn phải thực sự là tốt, phải quyết liệt. Ngoài những cái tinh thần ra thì chuyên môn của mình thì cần phải cố gắng hơn nữa. Em sẽ cố gắng học hỏi ở các đàn chị đi trước về những cái khoản tấn công hay là chắn bóng, xử lý đường bóng như thế nào và thời điểm chắn bóng ra sao thì em sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn.
Nếu mà để thần tượng thì chắc là có lẽ em thần tượng chị Ngọc Hoa. Em thích cái lối chơi và thích cái tính cách của chị thể hiện ở trên sân ạ. Điềm đạm. Thực ra vận động viên nào thì cũng sẽ có ước mơ là mình sẽ được đặt chân đến đội tuyển quốc gia. Và như em thì cũng vậy thôi. Chặng đường phía trước của Phạm Thị Hiền chắc chắn còn rất nhiều gian nan và vất vả. Thế nhưng khi nói chuyện với em, chúng tôi cảm nhận được sự quyết tâm ánh lên trong đôi mắt của cô vận động viên trẻ tuổi này. Hãy tiếp tục nỗ lực, tiếp tục cố gắng hết mình trong từng buổi tập, từng trận đấu, để rồi một ngày nào đó sẽ có thêm những ngôi sao mới được thắp sáng cho bóng chuyền nữ Việt Nam. Với một người mà chơi thể thao chuyên nghiệp, em nghĩ là chúng ta cần phải tự giác, nghiêm chỉnh và khắt khe với bản thân mình hơn. Từ lúc tập luyện cũng như là thi đấu, nếu mà chúng ta chăm chỉ tập luyện, không ngại gian khó thì em nghĩ là thành công sẽ đến với chúng ta.